Em ơi, dạ, sắp lễ đây. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Đây rồi em ơi. Ở chỗ này anh. Ừ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây có cái cây gì cổ thụ to ghê nhỉ? Ừ. Ở đây như còn cái mương này nhỉ? Mương. Đâu? Có chuột. À, chuột. Chính xác ở đây rồi anh. Ừ, ở đây rồi em. Đúng đây luôn này. Anh cũng đã đang cảm nhận được. Sử dụng cái tàu cái này. Em á. Mệt rồi. Đi bước xuống đây rồi cái tàu cái này. Giống như là mất cái hồn người ấy. Thì con lại các ngài nhé. Không khí đây nghe lặng quá nhỉ. Chúng con đến đây theo sự chỉ dẫn của bề trên. Chúng con mong các ngài Phật. Em ơi, dạ, sắp lễ đây. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chú chào cháu. Chú là ai? Chú với cô, với chú mà cháu đang đi vào này, là đến đây để giúp đỡ cháu đấy. Sao? Sao chú lại biết cháu ở đây? Sao chú lại nhìn thấy cháu? Ừ, chú có thể nhìn và giao tiếp được với cháu như thế này là bề trên đã cho chú năng lực, nên chú có thể nhìn và giao tiếp với cháu và biết cháu ở nơi đây. Chú đến đây theo sự chỉ dẫn của bề trên ấy. Bề trên đã cho chú biết là nơi đây đã và đang có vong linh cần sự giúp đỡ của các chú. Thì đến đây. Chú đuổi đi. Sao? Chú đuổi đi. Cô đấy có làm gì đâu. Nhưng... cháu hại lắm. Cháu nghe chú này. Cháu không phải sợ nhá. Chú với cô, với chú đã, cháu đang đi vào ấy, đều là người tốt. Đến đây chỉ muốn giúp cháu thôi. Chú giúp chị cháu. Chú biết cháu ở nơi đây cần sự giúp đỡ, nên bề trên đã cho chú đến đây đấy. Nên cháu đừng sợ nhá. Các chú là người tốt. Chú nói thật không? Chú nói thật. Thì mới đến, các chú chưa kịp làm lễ gì cả để gửi đến thần linh thổ địa cũng như là cháu, thì cháu đã đi vào người của em chú rồi. Cháu ở đây mấy chục năm rồi, nhưng chả có ai nhìn thấy cháu như chú đâu. Thì đấy, chính vì điều đó thì cháu hãy tin chú nhé. Tin chú là người tốt. Chú đến đây để giúp cháu mà. Cô cũng là người tốt chứ. Cô là người tốt, đi cùng chú để giúp đỡ những vong linh đói khát vất vưởng như cháu, cũng như những vong linh khác đấy. Dạ.
cháu nhìn xem cô đấy có điểm gì khiến cháu phải sợ không, đúng không? Cô là người tốt nên cháu đừng sợ nhé. Vâng. Bây giờ ngoan nghe chú hỏi này nhé. Vâng ạ. Chú nhìn cháu còn rất là trẻ, nhỏ lắm. Dạ đúng rồi ạ. Thì lúc cháu mất bao nhiêu tuổi? Cháu mới có 8 tuổi thôi. 8 tuổi á? Vâng ạ. Thế còn cháu tên là gì? Cháu tên là Tèo. Tên là Tèo. Vâng. Thế bố mẹ Tèo đâu? Sao lại để Tèo mất và vất vưởng như thế này? Và bố... sao Tèo mất? Bố mẹ cháu chết hết rồi. Tèo nói sao? Có nghĩa là mất trước lúc cháu mất hay là cháu mất rồi mới mất? Trước lúc cháu mất chưa ạ? Bây giờ Tèo nghe chú hỏi đây. Thế sao Tèo lại mất và ngủ ở đây? Cháu bị giết. Cháu nói sao? Cháu bị giết. Cháu bị giết? Ai? Ai là người đã gây ra cái sự việc đó với cháu? Là bác. Là một bà bác dâu. Bác dâu? Có nghĩa là vợ của bác ruột cháu á? Đúng rồi. Bà ấy đâu ác lắm. Bây giờ cháu ngoan này, nghe lời chú này, kể tất cả đầu đuôi câu chuyện nhá. Ngày cháu còn sống ấy, cháu cũng ở cùng với bố mẹ cháu. Ngoài ra bên cạnh đó còn bác cả nữa. Nghĩa ông bà cháu đẻ được bác cả với bố cháu, đúng không? Bác cả nó là cái bà, còn bà vợ, bà bác dâu vừa lấy mà cháu bảo giết cháu ấy. Khi cháu được biết ông cháu mất đi, nào có để cho bác cả và bố cháu một mảnh đất. Nhưng ông có viết một tờ ghi chúc là cho bố cháu 6 phần, bác cả chỉ được 4 phần thôi. Do hoàn cảnh gia đình nên bác cả cũng hiểu và chấp thuận cái bản ghi chúc ấy. Nhưng còn bà bác dâu ấy, bà ấy tham lam độc ác lắm chú ạ. Bà ấy không nghe, không chịu là cho nhà cháu 6 phần đâu. Bà ấy đòi lấy hết. Bà ấy còn bảo với này bác cả là con nào chả nào con, làm anh đã không cho hơn thì thôi, tại sao lại được ít phần hơn. Nên bà ấy vẫn quyết định muốn chiếm bằng được bác ạ. Bố mẹ cháu do kinh tế nghèo khó nên phải đi bán đồ thuê ở trên biển đi chú ạ. Những ngày đi bán đồ thuê, bố mẹ cháu gửi cháu ở bên nhà bác chăm nuôi cho cũng được một thời gian. Nhưng có một ngày buồn lắm chú ạ. Là sao? Bà bác hắt hủi cháu à? Chú ơi, cháu nhận được tin bố mẹ cháu bị sóng biển
đánh chơi đi và mất rồi. Rồi từ đó trở đi cháu trở lên mồ côi cha mồ côi mẹ chú ạ. Thế lúc đấy là cháu bao nhiêu tuổi? Lúc đấy cháu mới 7 tuổi. Là cháu bắt đầu mất hết bố mẹ. Đúng sau rồi, một chú lần ạ. Bố mẹ cháu đi làm. Rồi thời gian cũng hững hờ đi. Cháu còn nhỏ quá. Cháu cũng không thể làm thế nào được chú ạ. Rồi bác cả cũng bàn với bà đấy là đón cháu về nuôi, tức là đón cháu về ở hẳn với bác cả ấy. Thì nhưng bà ấy nói nếu đón cháu về nuôi là phải bán cái miếng đất của nhà cháu đi để lấy tiền nuôi nấng cháu. Nhưng mà mọi khi bác cả sợ bà đấy lắm, công to việc lớn gì trong nhà đều do bà ấy quyết hết. Nhưng lần này bác ấy nhất định là đón cháu về, nhưng bà ấy không nghe. Bà ấy nói nếu ông không chịu bán cái miếng đất đấy đi tôi không cho đón nó về đâu, ông muốn mang nó đi đâu thì mang. Nhưng bác cả vẫn đồng ý mang cháu về nuôi vì cháu là cháu ruột của bác ấy mà. Nhưng từ ngày bác ấy đón cháu về nuôi rồi miếng đất không bán xảy ra mâu thuẫn nhiều lắm chú ạ. Cháu ở đấy bà đây xì nhục, mai còn nói là bố mẹ mới tham lam nên là phải chịu hậu quả như thế. Thế là bác Giai vẫn quyết định đón cháu về ở bên cạnh bác Giai và nhà cũng sẽ không bán vì bác Giai vẫn muốn giữ lại để sau này cháu lớn lên còn có miếng đất. Đúng rồi, bác cũng nói với bây giờ mới nuôi nấng nó đến khi 18 tuổi là trả lại cho nó lớn nó còn phải xây dựng gia đình còn lập nghiệp còn có miếng đất để thờ cúng cha mẹ nó. Nhưng bà đấy độc ác lắm, bà đấy không nghe. Bà ấy nói đi nuôi cháu đến khi 18 tuổi mà lại trả lại đất đai thì đấy bà nuôi cháu bao cô à. Thế chuyện gì đến nó vẫn đến và cháu vẫn về đấy ở đúng không? Đúng, cháu vẫn ở đấy nhưng cháu còn bé lắm, cháu vẫn phải làm tròn trách nhiệm là một người cháu. Cháu vẫn ngoan ngoãn lễ phép, cháu làm được cái việc gì cháu vẫn làm, cháu không lười việc gì cả. Bà đấy mắng cháu chửi cháu vẫn nghe, cháu không cãi náo cái gì. Rồi cháu thương bố mẹ cháu quá, cháu phát ốm ra. Bác cả thì bác ấy đi làm nghề đổ dọa ở ngoài sông ấy. Đánh lưới à? Đúng rồi bác ạ. Bác ấy làm nghề đánh lưới để kiếm con ăn. Rồi một hôm đúng nhân dịp cháu ốm ấy, cháu ngồi một mình, cháu nhớ lại về hình hài bố mẹ cháu
khi bố mẹ cháu còn sống ấy. Bỗng nhiên bà ấy tốt bụng lắm. Bà ấy làm gì? Bà đấy mang cho cháu một viên thuốc. Bà ấy nói là cháu đang ốm như vậy, đi vào trong nhà đi, ngồi đây kẻo gió lạnh. Cháu Yến uống viên thuốc này vào đi, rồi nó sẽ khỏi. Cháu cũng chả suy nghĩ gì, cháu liền uống liền viên thuốc ấy. Nhưng làm sao? Mà đấy quá đâu khác chú à. Chính viên thuốc ấy đã cướp mạng của cháu. Vậy mà bà ấy lừa. Đấy là thuốc chữa bệnh, cháu uống vào sẽ khỏi bệnh đúng không? Tất cả âm mưu vẫn chỉ là muốn chiếm được cái đất nhà mà bố mẹ cháu để lại cho cháu đúng không? Đúng rồi chú ạ. Thế là cháu mất cay khi uống viên thuốc đấy sao? Khi uống viên thuốc ấy xong, người cháu trở nên nóng bừng, mệt mỏi. Cháu cứ nghĩ là cháu lại sốt nặng. Cháu vào trong giường nằm, bà đấy vẫn bỏ cái lòng thương hại ra, bà ấy đắp cho cháu cái chăn. Nhưng tới sáng hôm sau, thì bác cháu ấy, bác trai ấy, đi làm sợ về. Bà đấy vội vàng ra, bỏ cái chăn ra. Nhưng người cháu cứng đơ rồi. Bà đấy hô hào lên, nó gọi ông ơi, thằng nhỏ nó bị làm sao ý, nó cứng đơ rồi ông ơi. Có nghĩa là bà biết cháu sẽ mất và dựng nên cái hiện trường giả đó đúng không? Và sáng ra chính bà đấy đã bù na bù nu lên, coi như là cháu ốm mất. Đúng rồi, thì cũng cháu kể đấy, nhân tiện cháu ốm, bà ấy đã đánh lừa cho cháu. Chú... uống viên thuốc này vào rồi sẽ khỏi. Chú hiểu. Thế là cháu mất đi. Sau khi cháu mất đi ấy, thế ông bà đấy không thờ cúng gì à, khiến cháu lại phải vất vưởng như thế này? Ui, cháu mất đi, cháu cũng muốn quay về để hành hạ bà ấy lắm. Nhưng cháu thương bác cháu, bác cháu cũng tốt với cháu lắm. Lỡ cháu làm gì bà ấy thì bác ấy lại khổ. Cháu mồ côi đã rất khổ rồi, mà bác cháu cũng mồ côi nữa, nên cháu cũng... Nhưng bà đấy vẫn phải gánh hậu quả chú ạ. Bà đấy làm sao? Rồi bà đấy bị bệnh tật, phải tốn hết bao nhiêu tiền, thậm chí bán cả những miếng đất đấy đi chú ạ. Nhưng bán hết cả đất đai chữa trị cũng không qua khỏi chú ạ, và bà ấy cũng chết rồi. Thì nghe cái câu chuyện của cháu ấy, và từ khi chú gặp cháu lúc đến đây, chú đã cảm nhận được cháu là một đứa trẻ rất ngoan và lễ phép và biết điều. Đấy. Thì khi được cháu chia sẻ câu chuyện
thì chú cảm thấy cháu vô cùng là đáng thương, thiếu thốn đủ mọi thứ. Bố mẹ thì đã phải bỏ lại con để đi làm ăn kiếm tiền, thi thoảng mới về được. Xảy cha mẹ thì còn chú, còn bác, nhưng không may lại phải gặp phải cái người bác dâu như vậy, khiến cháu đã phải ra đi tức tưởi như thế. Vậy mà cháu vẫn buông bỏ, tha thứ vì bác cháu, nên cháu không làm gì cả. Thì đó, chính vì cháu nghĩ về bác trai cháu tốt với cháu nên cháu đã không làm hại vợ của bác đấy, đúng không? Thế nhưng mà cháu thấy đấy, cái gì thuộc về mình nó cũng sẽ thuộc về mình, còn cái gì mà không thuộc về mình thì mình có tham sân si hay là cố tình lừa lọc để chiếm đoạt ấy thì cuối cùng nó cũng không thể thuộc về mình, đúng không? Khi cháu mất đi, bà đấy tưởng chừng miếng đất đó đã thuộc về tay của bà đấy, nhưng âu nó là cái số, bà đấy đã phải mắc một căn bệnh khiến phải dùng đến rất nhiều tiền để chạy chữa, và cuối cùng cái nhà đất đó phải bán đi. Nhưng dùng số tiền đó cũng không thể chữa bệnh cho bà đấy được, thì cuối cùng bà đấy vẫn là hai bàn tay trắng mất đi hết. Thì lúc đó tham sân si nó cũng muộn rồi, có nghĩ được ra ân hận thì nó cũng muộn rồi. Đấy, cuộc sống cũng chú cũng rất là vui, chú biết được cháu là một người rất là ngoan, biết trước biết sau. Thế còn nơi đây thì nó có liên quan gì đến cháu không? Cháu đang đi tìm bố mẹ cháu, nhưng mà cháu gặp chú đây. Thế có nghĩa là cháu mất bao nhiêu năm rồi? Cháu mất hơn 40 năm rồi chú ạ. Hơn 40 năm rồi. Vâng. Thế lúc cháu mất đi là không có tung tích gì về bố mẹ? Không. Bố mẹ là mất trên biển đúng không? Vâng ạ. Cháu cứ đi tìm mai đây, mai đó, thì không gặp được chú ạ. Thế thì bố mẹ cháu muốn về nó cũng khó lắm, tại vì thường người ta bỏ đất có thổ công, sông có Hà Bá, mình ở đây đất liền nó chỉ có sông thôi, còn biển nếu theo như chú biết được ấy, nó xa đây lắm, cả hàng, nói chung là tóm lại là xa. Chú giúp cháu đi, giúp cháu đi tìm bố mẹ cháu đi. Bây giờ chú bảo này này, bố mẹ cháu cũng đã mất trước cháu, và cháu cũng đã mất được hơn 40 năm rồi. Thì bây giờ ấy, chú không thể trực tiếp giúp cháu tìm được bố mẹ, nhưng chú có thể giúp cháu đi vào thế giới của bề trên để tu tập. Thì vào trong đó bề trên sẽ sắp xếp cho cháu nhìn được về thấy bố mẹ cháu. Thật hả chú? Chú nói thật. Vâng. Tại vì cũng biết đâu ấy, là khi bố mẹ cháu mất đi cũng muốn tìm đường về nhà để lo lắng quan tâm dõi theo cháu. Vâng. Thế nhưng mà về đâu có phải là dễ đâu cháu. Thế bây giờ cháu cứ ở đây đợi người ta tìm thấy bố mẹ cháu cho cháu nhé. Không phải là cháu ở đây, mà cháu nghe chú đi vào thế giới của bề trên, đi lên chùa ấy, được ăn uống này, được nghe kinh nghe kệ này, có những người dạy dỗ cháu ở trong đấy, rồi bề trên sẽ cho cháu nhìn thấy. Cháu hiểu rồi ạ.
Cháu hiểu chưa? Cháu hiểu ạ. Thay vào đấy, nếu cháu vẫn cứ ở đây ấy, thì sẽ phải là đói khát vất vưởng này, đúng không? Vâng, cháu hiểu ạ. Tèo hiểu chưa? Dạ, cháu hiểu thế rồi. Bây ạ. Giờ Tèo nghe lời chú nhá. Dạ. Nhận lời với chú nhá. Vâng ạ. Đi khỏi nơi đây nhá. Vâng, được. Cháu nghe lời chú ạ. Thì bây giờ này, thoát ra khỏi người bạn của chú nhá. Dạ, vâng ạ. Được. Em ngồi cho khỏe. Ngồi, em đang ngồi. Vâng, rồi em ạ. Còn chưa kịp làm lễ gì ấy. Thế à? Cái lúc đấy anh bảo em ấy. Vâng, dữ quá. Không, một cháu bé em ạ. Cháu bé á? Ngoan, lễ phép. Nhưng mà mình chưa kịp cúng khấn gì à? Thì đấy, lúc mà anh bảo anh cảm nhận được đấy, xong anh bảo em là là vào em luôn à? Ừ, làm lễ hạ đồ làm lễ thì lại đi với em luôn. Thế thằng bé nó có đói khát gì không mà anh em chưa kịp làm lễ, thế khổ nó. Thì bây giờ đấy, tất cả câu chuyện sự tình là anh cũng đã chia sẻ với cháu hết rồi. Thì bây giờ anh sẽ sắp, em muốn ngồi nghỉ đi. Vâng. Xong là để anh bảo chị Nguyên đặt chân quay, xong là để sắp lễ gửi đến thần linh thổ địa. Vâng. Rồi cháu nhỏ nhé. Vâng. Xong là mình cũng xin phép nhé. Vâng. Giúp cháu. Vâng. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này, hãy linh thiêng về đây chứng lễ sang tai mách tiếng cho anh em chúng con. Thì hiện tại hôm nay chúng con đến đây theo sự chỉ dẫn của bề trên để giúp đỡ những vong linh còn đang đói khát vất vưởng. Thì khi chúng con đến nơi đây, chúng con chưa kịp làm lễ gửi đến thần linh thổ địa, thì đã có vong linh của cháu Tèo đi vào người của em con. Thì hiện tại chúng con đã hiểu được tất cả câu chuyện sự tình của cháu, và cháu cũng đã đồng ý nghe lời chúng con đi vào thế giới của bề trên để tu tập. Thì bây giờ chúng con xin gửi chút lễ mỏng lòng thành đến các ngài, mong các ngài về hưởng lễ và nhận tiền vàng phù hộ cho anh em chúng con, để chúng con đưa cháu Tèo đi vào thế giới của bề trên. Con Nam Mô A Di Đà. Thì Tèo ơi, Tèo, chú chào Tèo nhá. Thì đấy Tèo ơi, nãy giờ chú cháu mình gặp nhau đột ngột quá, chú chưa gửi được đến thần linh thổ địa ở nơi đây cũng như là cháu. Thì bây giờ chú đã có lễ nghi gửi đến thần linh ở nơi đây rồi. Thì bây giờ cháu nghe lời chú nhá, để chú giúp cháu đi tu tập. Thì cháu hãy chắp tay nòng hướng về Phật nhé. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Cháu nó vào rồi ấy, thì bây giờ nhá, tôi gửi đến thần linh thổ địa rồi, thì bà cứ hóa vàng đi nhá, bánh kẹo thì hái ra ngoài, nhưng cẩn thận nhá, chỗ này hóa là nó có những cái lá khô rồi nó cháy nhá. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này đã linh thiêng về đây chứng lễ phù hộ giúp đỡ anh em chúng con. Thì nay con xin mời các ngài về nhận tiền vàng để đi lo công việc phù hộ cho anh em chúng con, gia đình anh em chúng con và đại gia đình cô dì chú bác ở trên kênh của anh em chúng con.
luôn được mạnh khỏe bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật.